Sáng ngày 3 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là mẹ và con trai 4 tuổi của cặp vợ chồng bệnh nhân 7176 và bệnh nhân 7177 ở xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân nữ tên là H, 56 tuổi, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, mẹ ruột của bệnh nhân 7177, tiếp xúc với bệnh nhân 7176, bệnh nhân 7177 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Từ tối ngày 30 tháng 5, bệnh nhân H được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Long An lần 2 vào ngày 2 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân H đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10. Con trai 4 tuổi của cặp vợ chồng bệnh nhân 7176, bệnh nhân 7177 có tiếp xúc gần với cha mẹ lần cuối vào tối ngày 30 tháng 5. Tối ngày 30 tháng 5, cháu bé được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Long An lần 2 ngày 2 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.